cung như này, có mọi người kít hết bàn đấy, mọi người cũng kít theo cái tối rồi, thằng Trung phấn đây, ngày xưa chỉ ở gần đây mà chỉ có phải đi bộ đi chơi, Trung xong rồi ăn gan kem, Trung bảo là ra đây cho xem người ta câu cá, mình được câu cá lần gì ra đây câu cá hôn nhau. Của chúng tôi làm đấy.